Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Cái sản phẩm ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người đó chính là combo bộ điều hòa chạy điện 24V của hãng Haier. Đây, chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về combo cái bộ sản phẩm này. Như anh em đang nhìn trước màn hình thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một cục nóng, mục lạnh, tuyô, giá, van tiết lưu, một điều khiển của sàn lạnh. Với cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm là 3 chai ga, 3 lon ga, mili. Anh em nhé. Thì tức là với bộ sản phẩm này chúng ta về chỉ việc lắp không thiếu một phụ kiện gì, từ những con ốc nhỏ nhất đó. Anh em mình sẽ cùng tìm hiểu sơ qua nhé. Với cái dòng sản phẩm này thì nó sẽ có dòng nguồn điện là 12V, 24V. 12V thì tương đương với 800W, và 24V thì nó tương đương với 2400W. Đấy, mức tiêu thụ điện của nó này 250/400 mét khối/giờ. Đây, watt là từ 300 đến 850, ga là R134, và để vận hành là chúng ta sẽ làm 6 lạng. Đấy ạ. Đây là dòng phun điện của nó. Nó sẽ từ 9 đến 11,2 và từ 19 đến 21,5. Đây, khung của cái bộ này thì nó sẽ là bằng sắt anh em nhé. Quạt này thì nó là cái dạng quạt tản nhiệt, tức là công suất cao. Cánh là cánh cong, giúp sản sinh cái lượng gió rất là lớn. Đây là hai cái đầu co này của cái dàn nóng ra. Bây giờ em sẽ cùng quay để giới thiệu cho anh em. Đây, đây chính là cái lốc của nó. Đây là dạng lốc đứng anh em nhé. Lốc đứng, lốc rất là to và khỏe. Đây, chờ em một chút, em quay ra phía bên này để cho. Đây chính là cái lốc này. Đây, với cái riêng đã là cái điều hòa chạy điện thì kể cả là dòng lốc đứng này hay lốc điện, thì em sẽ lưu ý với anh em một điểm là cái máy phát để sử dụng được nó trên 70A. Chứ còn bác nào bảo là 450A cũng sử dụng được thì em thấy nó cũng không thực tế lắm. Bởi vì sao? Cái nguồn điện để cung cấp cho nó không ổn định và nó không đạt được, dẫn đến là cái điều hòa chạy điện nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là bị chập chờn. Đấy ạ. Với cái dàn nóng của cái bộ này anh em nhé, em sẽ quay xa xa một chút cho mọi người nhìn. Đấy, thiết kế rất là thông minh, là cái nó sẽ liền cái túi lọc phía sau. Đó, đây là cái dàn lạnh của nó, là dàn lạnh 5 lỗ cửa gió, khi nào chúng ta dùng thì chúng ta mới mở này. Đó, tuyô thì gần như đã có sẵn, và giá của dàn nóng, bát dàn nóng này thì cũng đã có luôn rồi. Đó, vừa rồi thì em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái bộ điều hòa chạy điện. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.